Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt Phẩm Tứ Thiên Dương Thọ Ký Thứ 13 Bây giờ có chín dạng Tứ Thiên Dương Thiên Thế chư Atula, Kalola, Long Nữ, Long Dương Cư Bàn Trà, Càng Thác Bà, Già Xoa, Khẩn Na La Và Hư Không Hành Thiên cúng dường Phật được thọ ký Họ đều rất vui mừng, hớn hở vô lượng Ở trong Phật Pháp thâm tâm tinh ưa Dĩ như có người ngồi ghe bằng sành vào trong sông tự nghĩ rằng ghe sành này chẳng bao lâu sẽ nứt bể lúc nó chưa chìm phải mau vào bờ để khỏi bị thủy nạn chính vàng tứ thiên dương thiên này cũng như vậy họ thấy quay thần của phật nên khởi lòng tin ưa vì muốn được phật pháp nên họ phát tâm dũng mãnh cúng dường như lai tứ thiên dương và chính dạng trời tứ thiên dương quả ra chính dạng trướng thất bửu rộng lớn trang nghiêm nhiều màu sắc đẹp lạ trong số ấy có nhiều trướng xích chân châu Trướng quả châu Trướng lưu ly Trướng thiên chân kim Trướng kim cương châu chín dạng trướng thất bựu ấy Ở hư không bay nhiễu Phật ba dòng Lại quá chín dạng thiên nhạc Ở hư không nhiễu Phật ba dòng Lại quá những qua trời mạng đà la Ma ha mạng đà la Mạng thù sa Ma ha mạng thù sa Ca ca la bà maha ha ca ca la bà Họ đem những qua trời ấy rải lên Đức Phật là nhiễu Phật ba dòng dừng ở một bên chắp tay cung kính nói kệ tán thán phật chư thiên chính dạng ở chỗ phật nhất tâm thích muốn phật công đức không điệu không trầm không tham hối không cao không hạ lầy thế tôn Giết giống sanh tử trừ vô minh nhổ gai phiền não xô núi bàn giỏi nhổ tên độc chữa ghẻ nhọt tinh tấn chẳng lười thân duyên mãn diệt trừ phiền não giải triền phược Giết hết kiết sử rời ồn não không và vô tướng là Phật hành Tâm không nguyện cầu tất cả cõi, trừ gốc khát ái bỏ vô minh. Những bốn điên đảo đều xa lìa, Phật biết thiệt tế đời không biết, phàm phu nghe sợ như săn bẫy chúng sanh chấp thân chẳng biết không. Bị tối vô minh ham thế gian, thấy chân như xem đời trống rỗng, hiển chân ký nên được tịnh nhãn. Bày ngủ ấm không, danh sắc không, giới chẳng phải có xứ cũng vậy. Pháp này pháp khác chỉ danh tự Pháp danh tự Phật dạy là không Như ảo sư quá làm hình tượng Không ngã không nhân chúng sanh mạng Các ẩm giới và mười hai xứ Đều là ảo quá lời Phật dạy Như thợ khéo vẽ hình bạch tường Cao thấp màu dốc đều giống hệt Chỉ gạt mắt ngu thiệt không doi Pháp giới bình đẳng ngu tự mê Phật dạy rõ như trái trong tay Người trí chẳng mê khéo học Phật Phật đại trí huệ soi sáng đời Chuyển diệu pháp luân độ chúng sanh Tôi nguyện giác ngộ đại bồ đề Chuyển diệu pháp luân như Phật chuyển Nơi người thế gian mê mất đường Tôi sẽ độ họ như Phật độ Đức Thế Tôn biết thâm tâm tin ưa Của chính dạng trời Tứ Thiên Dương Và Tứ Thiên Dương Nên hiện tướng mỉm cười Từ miệng Phật phóng ra nhiều tia sáng năm màu Huệ màng mã Thắng tỳ kheo Nói kệ bạch hỏi Phật phật cười chẳng phải không nhân duyên sinh phật nói rõ cớ mỉm cười thấy phật cười đại chúng đều nghi ngưỡng mong thế tôn giải thích rõ ai phá ma quân ai hết nghi ai quyết định pháp sinh phật nói ai phụng phật ai cúng phật đại chúng đều nghi sinh phật nói phật nói thọ ký chúng nghe rồi sẽ hết nghi ngờ sinh phật nói khiến các chúng sanh nương phật ký mau được bồ đề nên thọ ký Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng kỳ Kheo rằng Lành thay Mã Thắng hay hỏi Phật Duyên cớ mỉm cười Ông lắng nghe Vì thương thế gian phải nghe kỹ Chính dạng chư thiên ở trước Phật Lòng tinh thanh tịnh đã cúng dường Nói kệ khen Phật biết Pháp không Quyết định nơi Pháp trụ Phật Đạo Họ đã từng cúng tám ức Phật Vị lai nơi vô lượng ức Phật Cúng dường cầu được vô tượng Đạo Nơi vô lượng Phật nếu chẳng cúng Bồ đề thọ kia chẳng ngồi chứng Đời vị lai họ đều thành Phật Đồng hiệu Đại Tỳ Phật Thế Tôn Chư Phật ấy có chúng thanh văn Tám mươi hội tri kiến vô ngại Tất cả chúng sanh Phật độ ấy Thọ bạn đều tám ức tuổi Vô số ức tỳ kheo đệ tử Lìa trần cấu trụ tối hậu thân Phật ấy diệt độ do công đức Tạo vô lượng tháp trang nghiêm đẹp Vô lượng ngàn trăm do tha chúng Cúng dường chùa tháp lợi người đời Hoặc phát đại tâm hoặc chứng diệt Chánh Pháp trụ thế thời gian lâu, Đến tám ức năm do vô lượng, Do tha Bồ-Tát trì Chánh Pháp, Chúng tứ thiên dương được thọ ký, Vì lợi đời thành thục chúng sanh, Đại chúng nghe rồi, Rất vui mừng, Hớn hở vô lượng, Thuận lợi Phật.